Công an thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã quyết định khởi tố đối với 3 cán bộ liên quan đến vụ sập ta luy trên đường Hoàng Hoa Thám, phường 10, thành phố Đà Lạt về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng làm 2 người tử vong. Vụ việc cũng được Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp phê chuẩn chiều ngày 17 tháng 10. Cụ thể, 3 người bị khởi tố cho tại ngoại bao gồm Mạc Phương Hải, sinh năm 1984, Trần Quốc Hà, sinh năm 1996, cùng là cán bộ Phòng Quản lý Đô thị thành phố Đà Lạt, Võ Khánh Toàn, sinh năm 1984, cán bộ Ủy ban Nhân dân phường 10, thành phố Đà Lạt. Theo điều tra ban đầu, ngày 17 tháng 4 năm 2023, hai ông Hải và Hà phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường 10 tiến hành kiểm tra công trình xây dựng tại địa chỉ 36 Hoàng Hoa Thám, phường 10. Quá trình kiểm tra, đoàn đã không đối chiếu hồ sơ thiết kế thi công thực tế, giấy phép xây dựng. Cả 3 cán bộ trên đã có hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Kiểm tra nhưng không phát hiện vi phạm, đình chỉ thi công, dẫn tới xảy ra sự cố sập ta luy khiến 2 người tử vong. Một số người khác bị thương, nhiều công trình xung quanh bị sập, hư hỏng nặng.